Hello, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Connect House nha. Hôm qua thì có một người bạn có gửi cho mình một cái clip quay cái dự án Biên Hòa New City và dự án Aqua City từ trên máy bay. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái dự án này ngay từ trên máy bay nha. Cái mảng xanh xanh này là sân golf Long Thành này các bạn. Và xung quanh sân golf Long Thành là nó sẽ được bao bọc bởi các cái dãy biệt thự này, nhà phố của dự án Biên Hòa New City. Anh chị nào muốn đầu tư ở khu này thì đừng ngại liên lạc với mình qua số này nhé. Qua khỏi bờ sông bên kia là dự án Aqua City của Novaland này các bạn. Đó, kế bên cái dự án Biên Hòa New City là cái đảo Phượng Hoàng này. Đó, và một cái hình tai thỏ có hai cái tai nó lên đó, các bạn có thấy không? Đó là cái khu Elite của Novaland. Đó, và ngay cái chỗ khu tai thỏ đó có những cái dinh thự nó tới 100 tỷ một căn lần. Quá khủng khiếp phải không các bạn? Giá của Biên Hòa New City thì chưa tới một nửa của Aqua City đâu các bạn. Đang rất là tiềm năng để đầu tư. Anh chị nào muốn đầu tư và tìm hiểu khu này thì đừng ngại nhắn tin Zalo cho mình. Đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye.